Du lịch kỳ thu. Phiên bản 2016 cùng với sĩ Thanh và bốn thám tử. Thám tử đang nổi điên, đó là thám tử Hoàng Rapper. Và thám tử hiền lành nhất, đó là thám tử Mây. Yeah, ít nói. Bên đây là thám tử Miko và thám tử Bazo. Đẹp nhất. Sẽ anh xin đọc lại nhiệm vụ của tuần trước. Em tên Nguyễn Phan Kiều My, 23 tuổi. Em rất thích những nhân vật trong truyện tranh game anime của Nhật Bản. Em mơ ước một ngày hóa thân thành nhân vật trong truyện, được gọi là cosplay. Mong chương trình tìm hiểu giúp em về cosplay và cho em được trải nghiệm một lần hóa thân thành nhân vật truyện tranh mà em thích. Cảm ơn chương trình. Nó nghe nè, đúng là đây là ước mơ của Miko từ bé. Nhưng cái gì mà liên quan tới biết đâu nghĩ đơn giản một điều, tại vì trong cái đám này chỉ có Miko là cái chịu biến dạng nhiều nhất đó. Và bây giờ em sẽ được thực hiện ước mơ của mình, mời các anh các chị xem em hóa thân. Chắc bà mua hoàng hậu hay gì nè, đúng không? Em nghĩ hóa gan thành cái hiệp sĩ lợn. Xin chào, konnichiwa, Sakamoto Yuki desu. Trong những năm gần đây thì cosplay là một trào lưu được phổ biến rộng trên toàn thế giới. Trên thực tế, nguồn gốc của nó đã bắt đầu từ rất là cổ xưa, từ thời Edo. Đi xa trong thời đại Edo ở Kyoto, bắt chước ăn mặc giống như các nhân vật nổi tiếng. Bây giờ thì chúng ta bắt chước các nhân vật anime. Tiếp cây xa đó đi vào cái trung tâm, cái con đường ở cố đô Kyoto, và vừa đi vừa nhảy múa, rất là để mua vui cho người xem. Và điều đơn giản đó là cái nguồn gốc của cosplay. Nguồn gốc cosplay rất là cổ xưa rồi, nên là thậm chí cả nhiều người Nhật ở Nhật người ta cũng không biết tới. Tại sao có cái từ cosplay thì đó là do bắt nguồn từ tiếng Anh, từ costume player, từ việc mà họ khao khát tìm hiểu hơn về tâm tư tình cảm của nhân vật mà yêu thích. Thì họ bắt đầu là bắt chước y chang những cách ăn mặc và trang phục của các nhân vật đó. Lý do nữa là có nhiều người muốn biến mình thành một người khác hoàn toàn so với thường ngày, nên người ta muốn mặc một cái trang phục khác hoàn toàn, có một cảm xúc khác. Vì những lý do như vậy là có từ cosplay. Hey. Hôm nay quay số cosplay nên Miko Lan Trinh trong một bộ trang phục để cosplay một nhân vật MC, ca sĩ, diễn viên rất thân thiện, dễ thương, hình ảnh thông minh, xinh đẹp của showbiz Việt Nam. Các bạn có biết Miko đang cosplay? Miệng, rút dùm cái miệng coi. Đau miệng. Nữ MC, ca sĩ, diễn viên Lan Trinh sẽ đến với nhà của khán giả My. À, Kiều My phải không ạ? Dạ đúng rồi. Và đây chính là căn phòng nhỏ ấm áp của Kiều My. Thì đây có vẻ là một fan của manga đây, có đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thực ra em mê manga anime từ nhỏ rồi, lúc mà còn đi học. Mà tại vì thích những nhân vật trong đây và... Em thích những nhân vật nào và những bộ truyện nào? Naruto nè, Bảy Viên Ngọc Rồng nè, và những cái game của bên Nhật Bản. Có nhân vật nào đặc biệt em thích không? Nhân vật? Em thích nhiều lắm. Em thích những cái con mà trùm cuối trong các bộ truyện. Ủa, thích trùm cuối hả? Em thích chính diện thì em không thích phải không? Em thích những... Hay à? Lạnh lùng mà gian ác chút xíu. Lạnh lùng mà ít nói đó. Nói không phải chứ, nó có liên quan gì tới tính cách của em không? Thực ra cũng hơi ác thôi. Kiều My biết về cosplay là như thế nào? Tôi là chính diện chuyện rồi. Tôi là nữ yếu đuối bị hãm hại, được hóa thân thành những cái nhân vật ở trong đó. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình mặc một bộ trang phục mà có vẻ là hơi lạ lẫm so với những người bình thường ở ngoài đường kia, thì người Việt Nam của chúng ta đang đánh giá như thế nào về cosplay? Họ sẽ rất là thích hoặc là cảm thấy cái đám này nó khùng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô bạn Kiều My rất là dễ thương để tìm hiểu thêm về cosplay và mình khai thác mổ xẻ để cho mọi người nhìn thấy ở cosplay sẽ có cái sự gần gũi hơn, mọi người hiểu hơn, thì có lẽ là một phần nào đó sẽ làm bớt đi những người mà có suy nghĩ chưa khách quan về cosplay. Giới thiệu với My, đây là cửa hàng cosplay. Ủa, đây là ga xe mà. Gara xe à. Nhưng có cửa hàng cosplay nho nhỏ xinh xinh núp ở sâu trong lùm, trong bụi, trong hốc. Và chỉ có những người làm việc có tâm như là thám tử Miko thì mới có thể tìm ra được. Thôi rồi, sao cái gì mà không lao bà đổ vô bả hết trơn trời. Và đây là
cô chủ không? Ủa, chuyên nghiệp. Dễ thương vậy? Play này. Tóc thiệt luôn á. Lục tiểu My. Nói cho My và Miko biết về nghệ thuật cosplay là như thế nào? Thì đó là khi mình hóa thân thành nhân vật, truyện tranh. Giống giống người vậy ha? Phim hoạt hình, game hoặc là có kể cả cái người thật là những nhân vật mà mình yêu thích, và phải là đặc biệt một cái hóa trang giống hệt cái nhân vật đó, là từ ngoại hình tới thần thái cảm xúc ở bên trong mình. Tại sao Tiểu My lại lựa chọn kinh doanh một cửa hàng cosplay? Đó là tại vì mình yêu thích cosplay, yêu thích truyện tranh Nhật Bản, nên là hồi đó mình cũng có sáng tác truyện tranh, chơi cosplay, và hay là từ đam mê đã ăn sâu vào máu. Còn chờ chờ gì nữa mà chúng ta không thực hiện ước mơ của Kiều My, cũng như là ước mơ ăn ké của Miko Lan Trinh. Yeah, Miko muốn cosplay thành thủy thủ Mặt Trăng. Trời, thủy thủ Mặt Trăng kìa. Đây nè, bộ đồ thủy thủ. Sao không hóa thân này thủy lợn ta? Em sẽ là anh đó. Là một nhân vật phụ. Thủy thủ Mặt Trăng đó là mình sẽ hóa trang y chang vậy. Còn này chỉ là bộ đồ hay gọi là costume thôi, chứ gọi là cosplay. Đó đó, thiệt là kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản. Nhớ nha, costume như cosplay. Bắt đầu thôi. Lên màu cho từng nhân vật. Với cái cáp đeo tóc thì Miko vẫn rất đẹp. Như vậy là cosplay không chỉ có mặc lên người bộ trang phục cũng như là make up, mà còn phải biết được thần thái của nhân vật, và chúng ta phải diễn ra được nhân vật mà chúng ta yêu quý. Đó là những gì mà Miko cũng như là Kiều My đã biết được qua lời hướng dẫn của Tiểu My. Bây giờ hai đứa sẽ thực hành, sẽ đem những cái lý thuyết này ra để thực hành. Chúng ta sẽ đến một cái festival cosplay để thi thử mặt mâm. Bây giờ mời Thiếu Mặt Trăng và Kiko sẽ bước vào thế giới cosplay bất tận nhé. Chào mừng các bạn đến với lễ hội Natsu Matsuri. Phong thái của nhân vật phản diện là phải ngầu ngầu vậy hả? Vui không? Oh. Hôm đó em hot lắm á. Vừa hot gì là thủy thủ Mặt Trăng, vừa là Miko Lan Trinh. Vui ha. Vui ha. Vui ha. Vui ha. Vui ha. Sakura kìa. Sakura. Ý Sakura kìa. Ý Sakura đi. Đây là gian hàng nè. Gian hàng vẽ chibi, vẽ chân dung theo phong cách manga á. Wow, vẽ bằng tay á? Đúng rồi, hoàn toàn bằng thủ công bằng tay. Hồi đó My cũng từng vẽ đó. Để thử hóa thân như một chuyện tranh như thế nào, cái tưởng tượng của mình. Ngoài luôn á. Là mặt anh, em thấy cái hình lên cổ mà tay biến họa đó. Ờ, biến họa. Có 3-4-5 ngàn một cuốn thôi. Chúng ta sẽ có một cuộc thi nho nhỏ, đó là Miko và Kiều My sẽ thử xem có nhiều bạn thí sinh chụp hình nhất người đó sẽ chiến thắng trong vòng 15 phút. Trời ơi, nghệ sĩ thì thi cái đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, quất đầu dạng hè vậy là người ta phải chú ý chứ. Sao không tận dụng 5.000 tấm cưng ơi. Hơi ngang ngửa nha, phải là số lượng chụp hình ngang ngửa. Gì là Lan Trinh hay là gì thường thủ Mặt Trăng nữa, hình như là cả hai đó. Ở đây các bạn mà thấy tụi mình xong rồi các bạn đứng chụp hình, chứ không có ai đại xin chụp hình chung hết á, nên coi như cuộc thi là phá sản. Cái cảm giác của My bây giờ như thế nào? Em bối rối lắm, nhưng mà tại vì em lần đầu tiên em tới đây á. Giữa cái mức độ giữa ngại ngùng, hoảng sợ và thích thú, phấn khích, thì em thấy em đang nghiêng về phía nào vậy? Phấn khích nhiều hơn. Em thấy là đang có một nguyên một cái cộng đồng là mọi người đều đam mê cosplay.
họ đầu tư rất là nhiều về bộ trang phục. Khi mà em tới đây thì em thấy nhiều người có cùng một cái sở thích với mình, thì em nghĩ là sau đây em cũng quay lại HKT đúng không? Không ơi, khác nữa không? Nhưng dạ, nó chuyển tranh HKT đúng không? Em sẽ bị ghiền nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay thì Miko cũng như là Kiều My đã có một buổi ngắn thôi tham quan ở đây, và thông qua chương trình để giới thiệu cho các bạn những nét đặc sắc ở đây. Các bạn có thể thấy ở đây rất rất nhiều những bạn trẻ đang cuồng nhiệt sôi động và tất cả mọi người chơi với nhau rất là vui, không khoảng cách. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Du lịch kỳ thú cũng như là hành trình của Miko. Bây giờ thì Miko và Kiều My sẽ cùng với Tiểu My đi chơi tiếp. Nhập hồn. Nhân danh mình chơi cho công lý. À, chụp chuyện không? Trời. Yeah. Đi tưởng một chân quá tân. Bạn có nhớ được cái câu slogan mỗi khi bị Salomon biến hình không? Đó, tôi mới nói xong. Ở đâu có bóng tối? Ở đâu có... Cái gì tự nhiên lên mà? Ở đâu có một tội ác? Ở đâu có tội ác? Cái gì? Ở đâu có bóng tối, ở đó có tội ác. Ủa, ông nhân dọc cái đó nữa hả? Ra đây. Ở đâu không tới nhân danh mà căng, nó sẽ chừng trị ngươi. Ủa vậy hả? Nói chưa dứt câu là bị quýnh chết rồi đó. Dạ vậy. Trong lúc đang biến hình đó, kẻ thù đang ngẩn ngơ nhìn thôi à. Trời ơi, đọc chuyện gì mà nó men lì lên xíu coi. Men rồi. Otaku là chỉ một cái giới là họ cực kỳ đam mê manga và anime. Họ là những cái con người mà họ đam mê tới cái mức là họ đắm chìm trong cái thế giới đó, và họ chiếm của những nhân vật đó, đắm chìm tới cái mức mà họ trở nên lập dị và thường là sẽ bị những người chung quanh họ kỳ thị gần như vậy. Đúng. Trời ơi trời. Đáng lẽ cái nhiệm vụ này để cho bạn mày đi đúng. Nhưng mày lý ra là nên đi, tại vì mày có kiến thức sâu rộng nhưng mà nhan sắc không có. Nhan sắc không có thì làm sao hóa thân mà đẹp như em được. Nữa là cũng không có đồ nào phù hợp với lại bạn May thôi. Đúng rồi. Tưởng là đơn giản nhưng mà xém tí là bạn không cho em mặc đồ thủy thủ mặt trăng luôn. Tại vì không tìm thấy cái băng trán, có nghĩa là nó không ra được nhân vật. Và bạn ấy không chịu. Cái điều này nó cũng rất là thú vị. Nếu như thật sự cái máu đam mê về cái truyện tranh nó có ăn nhập vào chúng ta, đúng không? Còn thật sự đây là cái mà Bazo cảm thấy là nếu như là Bazo thì với mình không có quen với cái việc mà hóa thân và những cái điều đó thì... Cosplay không chỉ là hóa trang thành nhân vật truyện tranh mà hóa trang thành bất kỳ nhân vật gì cũng gọi là cosplay. Thí dụ như giờ có thể Bazo muốn một ngày mình đẹp trai như David Beckham, hóa trang thành David Beckham cũng gọi là cosplay luôn. Anh Hoàng thành Lady Gaga, ok luôn. Anh cũng gọi là cosplay. Cũng hên. Chứ cậu mà như hộp xì lợn cũng kỳ. Rồi, cảm ơn Miko Lan chơi rất nhiều. Sau đây là một chuyến đi rất hấp dẫn, mời anh Hoàng rapper lên trình bày về cái việc mà huấn luyện May trở thành một người tinh thông nhanh nhạy. Ôi sao lại huấn luyện ở đây nữa trời. Tôi là người chịu trách nhiệm để huấn luyện May. Ok, từ May trắng qua May đen nè. Kính thưa quý vị, tôi đã cố gắng làm cho May trở nên nhanh nhẹn và nhạy bén hơn, đặc biệt là trong việc tính toán. Tại vì cái sự nhạy bén này phù hợp hay không là qua cái sự tính toán là biết liền à. Để tính toán làm sao cho thật là nhanh, tôi đã nghĩ ra một phương pháp. Xin mời tất cả mọi người hãy xem phương pháp đó là gì. Bơ là bơ hẹn May ở đây rồi bơ bỏ đi đâu đây? Trời ơi, sao tự nhiên hẹn để tính toán mà hẹn ra giữa đường giữa xá vậy? Học nhanh lên mà học ra giữa đường. Trời ơi, bơ mặc đồ lúc nào cũng màu mè vậy. Trời hả? Thì tai kỹ ha. Cái bài hả? À, cái gì vậy? Đâu vậy? Ngồi em đi. Đâu vậy? Ngồi em đi. Cái gì? Ngồi em đi. Làm gì? Đang niệm thần chú làm cho ông thông minh hơn, cho nhanh nhạy hơn mà. Đất quốc là hẹn tôi ra đây là để niệm thần chú đó hả? Dạ, thôi tôi đi về. Sao ông luyện nội công luôn, truyền nội công. Muốn thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, nhạy bén hơn, nhanh nhẹn hơn. À, phương pháp đây. Siêu thị đó còn gì chính xác hơn các nhân viên tính tiền tại siêu thị từng à năm hiểu rồi không? Xin việc trong này đúng không? Tôi vô đây tôi làm việc hả? Cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi. Cậu phải tới nghĩ tới hiệu quả của công việc, kích hoạt cái CPU RAM thẻ nhớ trong đầu cậu, hiểu chưa? Mà hiểu tin không? Tin không, giờ một là tin, hai là không tin không? Tin đi, đưa tiền đây. Hết tin rồi. Không, vô siêu thị mình phải mua đồ. Tớ phải làm thử phép tính cho cậu, nghe không? Thì... Nha, vô mua đồ rồi cậu trả tiền nha. Sao kỳ vậy? Giỏ, lấy giỏ. Bắt đầu tính tiền nhanh đến mức độ như nào đó. Thời gian bắt đầu. Để làm sao để tập luyện được sự nhanh chóng thì chỉ có vô siêu thị à. Đây, cái rổ này không tính đồng. Lộn. Lùi, thấy chưa? Chưa tới 20 vậy.
289.600, có 500 đồng. Thấy chưa? Thấy người ta tính đến mức độ mà có tiền lẻ luôn rồi, thấy không? À, rất là nhanh. Em, tại sao em có thể tính toán một cách nhanh chóng đến như vậy? Bình thường mà nó có trong máy hết mà anh. Còn cái này vậy nó có vạch là chỉ cần tít tít thôi là xong thôi. Khoan, cái này là mà tính bằng máy, không lẽ bây giờ bạn bảo tôi là tháo cái chip này lắp vô đầu tôi. Bây giờ tôi xin cái chip của siêu thị tôi lắp vô đầu tôi. Thì nhìn tính nhanh thì giờ tính vậy nhanh, anh quên vụ máy. Tôi đang làm một cái ví dụ thôi. Vậy bây giờ cái số tiền 289.000 đó mình... Thì trả đi. Ừ, muốn tiền nha. Ừ, đúng rồi. Đưa hết đây. Rồi vậy, vậy mới đủ đó, rồi vậy đi thầy tôi mà. Vậy đi. Thấy là cái người mà may ăn hiếp. Cái người mà... Đây chính là trung tâm mang tên Super Brain. Super Brain nghĩa là gì? Họ tiếng Anh như Thủy Thanh. Người người biết Super Brain là gì không? Thì Super là gì? Siêu. Brain não. Trời ơi, có thể nào dịch một cách nó trừu tượng nó hay hơn không? Gọi là siêu trí tuệ chẳng hạn. Nhưng mà có phù hợp với cái đầu già của mình không? Đây toàn là mở đầu. Trời ơi, không lẽ vô học với lớp 3 tuổi. Trời ơi, phương pháp này là mình xứng đáng để học luôn đó. Ghê vậy? Để mà 15 thôi nè. Chủ thử được 15 cộng 32 cộng 51 trừ 83 không có máy tính nha. Trừ 22 bằng cái gì? Thôi, mới có 2 hàng ngàn số thôi. Sao mà lại có thể cộng nhanh vậy? Thấy chưa, mặt mày xoắn liền, thấy không? Không được. Hôm nay quyết tâm làm sao, biết kiểu làm sao tính toán rồi nhanh cho cậu, làm sao nhanh nhạy hơn. Bạn Hoàng Bơi, bạn cho mình hỏi là bạn năm nay nhiêu tuổi? 32. Ờ, bạn 32, mình 31, giờ già thì vô đây. Vô cái lớp đó là ai, bây giờ cũng đang ngồi nhậm. Không, tính ra năm sinh thì tụi nó có cách tính gì đó. Đúng không? Thôi, năm sinh thì còn 2 ngày mấy. Không, mình 1900 rồi đó. Không sao, không sao. Đây là cô Thanh Thảo, thấy là lớp mình có sự tham dự của hai vị khách rất là dễ thương. Vô luôn hả? Dạ, xin mời ạ. Tội quá, tội quá. Chào các bé, chào các con. Hai chú tới dự giờ. Có bạn nào mà hướng dẫn cho chú với chú mày biết được cách tính làm sao cho nhanh nhất không? Rồi con hướng dẫn cho chú đi con. Chú phải tính cái tay nhanh mới làm được. Tính tay nhanh không? Tay mình có 10 ngón này làm sao mà nhanh? 1, 2, 3, 4, 5. Khoan, từ từ dừng lại nè, số 5 của Super Brand đâu? Đúng rồi. 6, 7, 8, 9. Đúng không? 9, rồi. Ủa, 9 ngón, ủa là sao? Rồi nếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhớ rồi. À, bây giờ các bạn nhỏ ơi, bây giờ hai chú muốn thi với các con không ạ? Ủa nhưng mà chưa chỉ mà. Mình sợ mình không làm được thì mình chọn bé nhỏ nhất đi. Bây giờ cứ thi. Sao? 1, 2, 3, 4, 5 hả? Mấy nè, 1, 2, 3, 4, 5 5 mà thua bé. Năm lại. Trời ơi. Đã nha. Chọn cái bé nhỏ nhất. Nhỏ nhất luôn. Phải hung người kia một cái. Ok. Là sao? Có cần phải gọi là tự tay tát vô mặt mình như vậy không? Đâu, sao đâu có hung bạn đâu. Sáng cho Miko đi chiếc này. Bé đánh thua người ta. Rồi hung mà. Rồi ví dụ ta thua, bé đánh hung người mẹ ta. Còn chúng mình không thi đấu với nhau nha. Ok. Bắt đầu. 4 trừ 2 cộng 1 cộng 1 trừ 3 cộng 6 trừ 2 cộng 4 trừ 1 bằng. Khoan, từ từ, bằng bao nhiêu? Minh còn được đọc chữ nha, còn này mấy bé là đếm bằng tay đó. Con thắng rồi, con phải hung chú thôi. Sao vậy? Có khi nào hồi nãy mình chọn đúng thằng đồng của lớp này nó mới vậy không? Đúng rồi đó. Bây giờ chọn đại đi, nhắm mắt chọn đại đi. Vậy? Chọn bé khác đi. Tại mình chưa quen. Nè, ông chỉ sao nghe cô giáo đi ha. Dạ là chỉ đại mà bé cũng nhỏ xíu. Cộng 42 trừ 26 cộng 13 bằng. Bí quyết của các con là các con sẽ sử dụng hai bàn tay của mình để tính toán. Có nghĩa là có sự kết hợp giữa bộ não và cái sử dụng hình ảnh của ngón tay có sự kết hợp với nhau để các con ra cái được cái kết quả nhanh và chính xác nhất. Thầy cô giáo thương không? Mình có 1, mình cộng 1 thì mình sẽ thêm ngón từ trong ra ngoài, có thể là từ ngón cái ra. Dạ. Các bạn cùng làm với hai chú nha. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Yeah. 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 Yeah.
cộng một nó đâu có gì đâu, phải ve dữ vậy nè. Không, ý là mình tính đúng rồi, vui chứ. Ông Hoàng cũng ve hả? Thử ve chứ không, em hợp hợp nha. Hợp ve. Có hai bàn tay sao đủ tới 99 ngón tay? Rồi các bạn ơi, các chú hỏi là hai bàn tay sao đủ được 99. Vậy bây giờ chuyển qua tay trái là mình đếm cùng các chú, chỉ cho các chú đếm nè. Tay trái bắt đầu từ số nè. Số 10. Dạ. 10. Tiếp tục. 20. Tiếp. 30. 40. 50. Dạ 50. À 50 là 50. 60 đây hả? 60 nè. 70. 70. 80. 90. Oh my god, hay quá. 99 là vậy nè. Chú tự suy nghĩ xem hai chú làm được không nha. Bây giờ đố hai chú giơ được số 24. Hai bốn. Đúng không? Rồi, trừ 12. Trừ 10 bên này, 2 bên này, đúng rồi. Chưa. Đó, rồi. Cộng 35. Cộng 33. Cộng 30. 35. Có mẹo hết đúng không? Bằng 48. Rồi. Bằng 48. Mình chờ mình cái ngón tay mình phải đúng á. 47. 47. 47. 567. 47 là đáp án chính. 47 là lộ lộ. Rồi. Ngoài cái phép tính bằng ngón tay thì mình còn cái gì các bạn? Đúng rồi, soroban. Ngày hôm nay mình sẽ hoan nghênh hai chú bằng một cái soroban thật là lớn. Cái soroban này thì ban đầu mình sẽ thao tác ở trên này, nhưng mà sau một thời gian thì các con sẽ có cái ảo tính như các chú đã nghe. Ảo tính có nghĩa là tưởng tượng những cái hình ảnh này ở trong bộ não và làm, không cần sử dụng bàn tay như lúc nãy nữa. Như thế này là soroban đang ở vị trí là số mấy các bạn? Nguy hiểm hơn. Số 0. Đúng rồi, số 0. Ở đây mình có cái điểm tính được ra đấy. Triệu hả? Tính được triệu hả? Đây là hàng. Hàng tỷ luôn được. Triệu tỷ. 1 2 3 4. Dạ, và đây sẽ là 5. Nó có sự liên kết với cái ngón tay như vậy đó ha. Rồi, 6 7 8 9. Rồi, đó thì khi cộng trừ là cộng sẽ đưa lên đục thanh ngang. Và trừ thì mình đưa ra nó khỏi. Giống như ngón tay thôi. Có thể là bây giờ sẽ cho chú Bơ ảo tính một chút xíu. Mình có một cái thao tác là tay chú sẽ giả bộ gạt lên. Rồi, 1 cộng 1 trừ 2 cộng 1 cộng 3 bằng 4. Đáp án chính xác đó, thấy chưa? Có nghĩa là với phương pháp này thì không có gì khó, cái cơ bản là chúng ta có chịu khó luyện tập hay không thôi đó. Bắt đầu. Nhưng mà mình phải ở ngay chính giữa bảng hả? 12 cộng 62 trừ 23 cộng 49 trừ 88 cộng 25 trừ 11 cộng 24 bằng 49. Người tính mà không bằng máy tính nữa. Ở đây có một cái sự cân bằng là não trái sẽ thu nhập thông tin là những cái con số, và não phải sẽ di chuyển những cái hình ảnh theo các con số đó và cho ra đáp án chính xác. Đa số con người mình sử dụng chỉ có một bản cầu, chặt trái chặt phải theo lý thuyết nha. Nhưng mà phương pháp này đang giúp bé sử dụng hai bộ não, đó là mình đang sử dụng năng lượng của trí tuệ tối đa từ cái phương pháp này thông qua các con số. Cho nên là các em thấy các bé ở đây thì sau tính toán rất là gian, nhưng mà thật sự tính toán gian đó là không phải là mục tiêu của Super Brain. Cái bí quyết ở trong đó, các bé đang luyện tập cái bản hai bản cào não của bé, và cùng một lúc đó là đang tăng cái sự tập trung ghi nhớ. Và các em sẽ thấy các bé ở trong này là có cái sự tự tin, đó là đà cho bé là có thể sống ở trong tương lai sắp tới, bởi vì không phải chỉ có trí tuệ. Đó là mục tiêu của Super Brain. Làm sao học cho vui là khai thác bộ não, khi vào lớp học tiếp thu gian, không cần học thêm nữa. Là còn thời gian còn lại làm gì? Đi chơi thể thao, đi chơi. Trời ơi, hay quá. Em thấy cách này hay, để về luyện tập thêm. Đâu giờ em muốn làm thử, anh đọc thử cho em sơ, làm thử nè. Ưu tiên cho người thông minh nhất ở đây thì thư ký có thể lấy máy tính ra tự tính bằng máy luôn cũng được. Thế hả? Chấp luôn. Bây giờ phải test mày chứ. Từ từ đi, giờ từ từ chứ, mày là chùm cuối đó em. Cái gì mà chùm cuối không? Trời ơi, mình mấy bé học cả mấy năm mình học. Rồi, chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một hàng chữ số mà thôi, đó là hàng đơn vị. 4 cộng 2 cộng 2 trừ 1 cộng 4 trừ 3 cộng 3 trừ 2 cộng 1 trừ 5. Bỏi. Bằng 7. Bằng 7. Thấy chưa? Đó là phép nhẩm tính khi chúng ta không cần nhìn cái bàn tay. Cái đường dài. Bây giờ vậy sợ quá. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy tới hàng. Tay còn tính nhẩm thì anh hàng làm gì? Chục nè. Bây giờ bạn nhẩm đi. 15 cộng 89 bằng 7 cộng 12 trừ 86 cộng 17 trừ 85 bỏ đi cộng 37.
em nghe không kịp đó mà. Vậy hả? Thôi bỏ đi. Tự nhiên đang 15 rồi cộng 89. Cái vấn đề á là chúng ta phải kết hợp với não bộ và bàn tay và trí tưởng tượng của mình có thể tưởng tượng ra một bàn phép tính riêng với phương pháp đó. Thôi nói chung là không, phương mà pháp nãy đơn vị thì khi anh nói em có tưởng tượng thì đương nhiên chúng ta rất em dễ hàng đơn vị nếu tập trung đúng không, nhưng mà cái mà lên tới hàng chục chắc em phải đi học cái lớp thì đó rồi qua cái bàn tay đó, qua bàn tay mình phải cố gắng thử thách may đi. Rồi may chừng cuối có ra được gì đâu. Và kính thưa quý vị, sau một thời gian mà chúng tôi đưa may đến trung tâm Super Brain để có thể huấn luyện cho anh ấy trở thành một Superman thì anh ấy rất tự hào là vẫn như bản chất cũ. Nam cũng nhiều đó, hãy nhớ cũng nhiều đó. Bạn thua đó nha. Đương nhiên. Tại vì sao? Lý do thứ nhất là cô giáo không cho số điện thoại cho tôi, không cho tôi lịch hẹn để có thể dạy và huấn luyện thêm cho tôi. À không, cho mày. Cô giáo đẹp mà. Lý do thứ hai gì sông núi dễ dời mà bản chất con người là khó dời. Nói gì nữa, mình cũng phải cho May một phép thử để chứng minh. Thôi May cố lên May, làm niềm tự hào cho mình đi May, bao nhiêu công sức cũng quá. Thì làm đi, thử đi. Giống như hồi nãy á, em ngồi em nhận. Em cho đi. Ok, để em tính luôn. Cho nè. Trời ơi. Hàng đơn vị thôi. Đọc rất chậm luôn. Chậm luôn. 7 cộng 2 trừ 3 cộng 4 trừ 7 bằng bao nhiêu? Rồi mày thì ba đâu đấy? Ba. Vậy sao không nói ba? Phải ba. Quan trọng là phải nhanh lên, hiểu không? Phải nói nhanh lên. Phải ba không? Ba. Ừ. Oh my god. Thì trên bàn phím nó ra ba thì tôi đọc ba nè. Thì ra nó phải nói lẹ lên. Anh tính ra rồi anh phải nói lẹ lên nghe chưa? Cái gì? Tập cho anh nhanh đó. Im lặng lẹ lên đi. Một lần nữa. 2 cộng 3 cộng 1 trừ 3 cộng 2 trừ 1 cộng 4 bằng bao nhiêu? 4. Mày kéo không kịp. Bằng đi bà. 8. Cái gì? Sao kỳ vậy? Máy tính đúng. 2 cộng 3 cộng 1 trừ 3 cộng 2 trừ 1 cộng 4 bằng 8. Mấy chế ơi, sai hết. Phải công nhận một điều là không chỉ có may đâu, mà mỗi con người chúng ta sau khi một cái quá trình mà một cái thời gian lâu quá mà không vận dụng bị khờ hết cả đám. Em là đang tập tính bằng bàn tay chứ còn nếu mà tính nhẩm thì cũng dễ thôi. Đúng rồi. Ngày xưa là vô địch tính nhẩm nè, nhất tính nhẩm biết. Đây mọi người xin lỗi. Phương pháp này so với phương pháp chúng ta đã học ở trường là một phương pháp hoàn toàn khác biệt. Đúng. Cho nên khi chúng ta học phương pháp này giống như là chúng ta phải bỏ hết tất cả mọi cái gì trong não từ hồi xưa tới giờ. Bỏ hết, học lại từ đầu. Đâu và khi mà chúng ta học lại từ đầu như vậy nữa thì chúng ta sẽ còn gặp thêm một cái khó khăn nữa, đó là chúng ta phải sử dụng cả hai não, trong khi trước giờ chúng ta mới sử dụng có một nửa bán cầu não. Thì giờ tập dụng hai não đi. Thôi thấy chưa, thấy người ta nhanh hơn chưa, thấy người ta phản ứng là bạn bị lại chưa. Đó, mục đích của tôi là vậy đó, không cần tính tới nhanh mà quan trọng là phải phản biện và bảo vệ cho bản thân của mình. Hay quá mày ơi. Rồi sau hai chuyến đi vừa rồi, bây giờ tới thời lúc mà người ta chúng ta cho điểm mỗi hành trình. Bây giờ hành trình của Miko Lan Trinh đầu tiên. 1, 2, 3. Ôi, trời cái gì vậy May, lẹ đi, mới học về xong chậm như vậy. Rồi, 5 cái đỏ. Ok, tốt nha. Còn bây giờ tới May và anh hàng rapper. 1, 2, 3. Để luôn. Trời, sao vậy, sao tự cho mình đen vậy anh? Tôi vẫn thua không? Cái em bé. Chừng nào mà tôi thắng em bé tôi mới tự để cho tôi. Từ từ sẽ về mình học thêm về phương pháp này. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi. Rồi chúng ta đã tìm được thám tử của tuần, đó là Miko Lan Trinh. Xin mời Miko Lan Trinh. Có cách nào cho ông đi đuổi việc Lan Trinh không? Chương trình du lịch kỳ thú. Thì có mỗi lần mà làm cái mà dành huy chương. Nè hai người kia giơ tay đi. Chúc mừng. Chiếc huy chương này luôn luôn về lại với Miko. Dạ. Tiếp bây giờ bà mở nguyên siêu thị bán huy chương luôn á. Kính thưa quý vị, hàng 18 giờ thứ bảy tuần này xem gì trên HTV7. Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.